Mày ớn làm chi vậy? Mày so tài với tao không? Được, nhưng mà tí đợi con cái đi, để con đi chuẩn bị đồ chơi. Đồ chơi gì? Đồ chơi này nè. Chào cả nhà. Thì hôm trước có một số người nói tại sao Bến Tre mà không làm đồ bằng tre mà làm đồ bằng dừa. Rồi thì hôm nay em sẽ làm đồ chơi bằng tre nè, để so tài với tía nha. Mà làm đồ chơi gì vậy thì cả nhà mình nhìn cả nhà mình biết rồi phải không? Đó, giữ chưa, giữ chưa. Phần tay cầm đã có rồi thì bây giờ mình đi kiếm tre mình làm cây nòng nha. Thì đây vẫn là một cái bụi tre quen thuộc do ông cố bà sơ em trồng, thì tới đời em chặt em làm đồ chơi nha. Ngó tới ngó lui thì cuối cùng cũng kiếm được cây tre phù hợp rồi nè. Chặt em nó xuống và đưa em nó về thôi, để thay đổi diện mạo từ một cây tre sẽ thành một cái thứ đồ chơi mà hồi nhỏ đứa nào có là hoài dữ lắm. Rồi thì bây giờ mình chuẩn bị mình làm để mình so tài với tía thôi. Sau khi đã chuẩn bị một khúc củi, một cây tre, một cái lưỡi cưa, một bịch dây thun, một cuộn dây chì, một cây kèm, còn cái thùng đỏ không có liên quan gì hết trơn nha, thì em sẽ bắt đầu em dùng cái cưa để em cưa cho cái cán nó đẹp đẹp lại nha cả nhà. Nó xấu quá nè, mà dùng cái cưa nhỏ xíu à, cưa hoài không có đứt, tức thiệt chứ. Đầu hên tự nhiên có bà tiên mới xuất hiện mới đưa cái cưa chà bá luôn, mà bá còn cổ vũ nó chứ, vậy là 1 phút 30 giây là cưa đứt luôn. Mà bà tiên này lạ lắm, nuôi tôm cơm lắm. Tiếp theo là đến phần nòng nè, mình sẽ cưa một đoạn tre khoảng 1 gang tay nha, rồi mình dùng dao á mình rạch một rãnh giống như thế này, còn ở đầu ống tre thì mình dùng cưa nhỏ mình cưa giống như vậy, rồi mình cắt bỏ cái phần mép bên của nó đi và nó sẽ thành một đoạn tre nhô lên như vậy. Bây giờ mình sẽ đặt ống tre lên bán súng sao cho cái phần nhô lên nằm ở nòng súng, rồi mình dùng keo dán sắt á mình dán nó lại, nhớ là lấy mùn cưa rắc lên cái chỗ tiếp xúc qua để cho nó chắc nha. Đó, cả nhà mình nhìn thấy không, thấy là chắc dữ lắm rồi đó. Tiếp theo là mình cưa một thanh tre nhỏ và chuốt nhọn nhọn như thế này nè, để làm cái cò cho nó nè. Tía nhìn thì thấy ớn chưa tía? À, rồi sau đó mình sẽ dây cột vô dây nè, rồi đó cuối cùng xong rồi đó. Rồi thì bây giờ tới cuộn dây chì nè, cuộn dây chì dùng để làm đạn nha. Mình sẽ cắt từng cộng ra, thì mỗi cộng dài khoảng 5 cm. Rồi sau đó mình dùng kìm mình bẻ thành hình như thế này nè, rồi mình quấn dây thun vô. Đó, vậy là đồ chơi tuổi thơ xong rồi đó. Còn giờ thì mình đi kiếm tía thôi. Mỗi người 5 lượt, ai làm bể bong bóng nhiều hơn người đó thắng, ai thua là cùi mía. Ok. Không coi hỏi đến từ đâu của mày. Cũng phải vô thôi. Hai hen. Đẳng cấp rồi ta. Tía hả? Chắc lần này tía cùi mía quá. Không bể. Túng mà không bể ở nhà là ông tính nha. Rồi vậy là tía năm mà tía với Túng năm mà có 2 rồi nha. Năm mà được bể có 2 rồi nha. Rồi bây giờ tới em. Trời ơi, vậy mà hôn mày ớn tao chưa? Năm mà mới Túng có 2 à. Mà ớn, sao ớn được? Có hơn không? Chưa chắc gì mày trúng viên nào à. Rồi ok, đợi em nha. Tưởng gì, mày cũng vậy thôi. Tía đợi đi tía. Lần đầu coi như xé nháp đi. Lần 2 nè. Hụt nữa rồi. Viên thứ 3 cũng thế thôi. Tức thiệt. Xé nháp 2 lần thôi cả nhà. Trời ơi. Trời sao vậy. Trời ơi. Để thua tê. Chuyến này không trúng nữa là thua nha mày. Cụ bắp nha mày. Ok tê á. Chiến này mà không trúng nữa là con là thằng cùi mé luôn. Tí nè. Yeah. Siêu. Một phát nữa đi. Ok. Một phát này nữa nếu mà bể thì quệ tí nha nha. Biết nguyên lý của nó rồi. Cả nhà xem cái thằng cùi mé này đã bắn cái viên thứ 5 nè. Chưa chắc đâu nhân tê á. Con bắn trúng cái này là đâu phải là cùi mé đâu. Chừng nào bắn thua tí với cùi mé nha. Nhưng này trúng á là que à. Trời ơi. Ôi, cái thằng cùi bắp.
Không có môn gì mà em thắng tao rỡ hết trơn. Vì cù bắp đó, nãy là hô cù mé chứ không phải cù bắp nha. Cù mé còn tệ hơn cù bắp nữa. Thôi ok em thua té cả nhà ơi. Rồi, thì chấp nhận thua em là cù mé. Cả nhà mình có cái tò nào mà chờ đợi với em té, cả nhà mình bài cho em biết nha cả nhà. Để em chờ đợi em té. Không có môn nào mà mày thắng tao rỡ hết trơn. Cho mày... Thôi thật luôn à. Rồi cả nhà ơi, cứu em nha. Em quê quá rồi, bye bye cả nhà. Cả nhà mình clip sau nha. Rồi, ơi, tía đã.